lá gan người phụ nữ nhào nát vì uống bột nghệ vô tậu vạ suốt 8 tháng. Uống nghệ phải biết những điều này. Một người phụ nữ 71 tuổi giấu tên ở bang Arizona, Mỹ, sau khi tìm hiểu trên mạng, biết được nghệ mang lại rất nhiều lợi ích, trong đó có ngăn ngừa đột quỵ. Vì vậy, bà đã thường xuyên ăn nghệ. Ngoài ra, bà còn uống tới 20 loại thuốc bổ khác nhau. Sau 8 tháng sử dụng bột nghệ, khi tham gia khám sức khỏe định kỳ, các bác sĩ nhận thấy bà có lượng men gan cao bất thường. Các xét nghiệm khác cho thấy người phụ nữ này mắc bệnh viêm gan tự miễn, tức là hệ miễn dịch của cơ thể tấn công gan, gây viêm và tổn thương gan trầm trọng. Ban đầu, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị viêm gan là do sử dụng tới 20 loại thuốc bổ bà uống mỗi ngày. Tuy nhiên, bà đã uống theo các liều thuốc này trong 2 năm qua và không bị tác dụng phụ nào. Mãi cho tới 3 tháng sau đó, bà tình cờ đọc được một bài viết nói rằng ăn nhiều bột nghệ có thể hại gan và liên tưởng đến căn bệnh của mình. Đến lúc này, bà mới nói với bác sĩ về thói quen sử dụng bột nghệ. Cuối cùng, sự nghi ngờ của bà đã đúng khi bà ngừng sử dụng bột nghệ và chỉ số men gan có dấu hiệu giảm nhanh chóng. Hơn một năm sau, chức năng gan của người phụ nữ đã hồi phục bình thường mà không cần phải điều trị. Uống bột nghệ coi chừng viêm gan. Theo các nhà khoa học, nghệ nói chung được xem là an toàn khi uống hoặc đắp lên da, nhưng sử dụng lâu dài hoặc với liều cao có thể dẫn đến những vấn đề về tiêu hóa gan và thận. Cũng từ trường hợp nói trên, các bác sĩ cũng xem xét dữ liệu từ 35 nghiên cứu khác và phát hiện một nửa số người dùng viên nghệ bị giảm chức năng gan. Trước đó, trong nghiên cứu của PMG, các tác giả đã phân tích dữ liệu của 526 bệnh nhân, tất cả đều uống ít nhất 1 tháng tinh nghệ, và họ thấy rằng 5% số đối tượng trong các nghiên cứu này phát triển những vấn đề về gan, bao gồm men gan và bilirubin bất thường. Theo nhà khoa học lý giải, nguyên nhân có thể là do curcumin, chất có chủ yếu trong nghệ, khi ở liều cao sẽ kích thích tuyến thận và gan bài tiết cortisol, một chất có kháng viêm cao. Nếu sử dụng quá nhiều nghệ, khả năng kháng viêm tự nhiên của cơ thể sẽ giảm đi, kéo theo men gan suy giảm rõ rệt. Ngoài ra, bên Đông y cũng khuyến cáo, nếu lạm dụng nghệ trong thời gian dài, người bệnh có thể gặp phải một số tác dụng phụ như làm chậm quá trình đông máu, tăng nguy cơ chảy máu. Một số lưu ý khi dùng nghệ. Không dùng tinh bột nghệ với thuốc tây cùng lúc để đề phòng trường hợp ảnh hưởng đến máu. Nữ giới bị rong kinh kéo dài không nên sử dụng tinh bột nghệ vì tinh bột nghệ có tác dụng khai thông khí huyết. Vì vậy, chỉ có tác dụng chữa tích huyết, bế kinh chứ không thể chữa rong kinh. Những người bị bệnh về dạ dày, đường ruột nên uống tinh bột nghệ đen. Tinh bột nghệ đen mật ong nước lọc trước bữa ăn. Chất curcumin mặc dù được biết đến với khả năng giảm viêm, chống oxy hóa, nhưng nếu sử dụng quá nhiều cũng có thể gây ra tác dụng phụ là buồn nôn, tiêu chảy, rối loạn chuyển hóa sắt, chặn protein hepcidin, gây ra thiếu sắt ở bệnh nhân mãn cảm. Không nên xem nghệ là thần dược vì nó chỉ có tác dụng khi sử dụng vừa phải. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Không còn nghi ngờ gì nữa, em đã khỏi gan nhiễm mỡ chỉ với một nắm rau ngổ. Các mẹ nhà mình có ai bị gan nhiễm mỡ thì vào đây nhé. Em đã khỏi bệnh nhờ một bài thuốc cực kỳ đơn giản đấy ạ. Em bị gan nhiễm mỡ đã 2 năm, điều trị qua rất nhiều loại thuốc nhưng không khỏi. Em uống từ Đông y sang Tây y nhưng đều không có tác dụng. Em nghe nói bệnh này nếu không điều trị thì dễ bị biến chứng thành xơ gan, xơ giãn động mạch, suy gan, ung thư gan. Thật ra là em rất khủng hoảng trong một thời gian dài vì lo lắng, vì bệnh tình của mình. Gan nhiễm mỡ là hiện tượng lượng mỡ tích tụ trong gan chiếm quá 5% trọng lượng gan. Gan nhiễm mỡ thường kết hợp với các bệnh rối loạn chuyển hóa như tiểu đường, tăng huyết áp, béo phì, rối loạn lipid máu. Khoảng 2 tháng trở lại đây, chị em họ ngồi bắt vào chơi. Biết em đang bị căn bệnh này thì bày cho em một bài thuốc trị gan nhiễm mỡ bằng rau ngổ, một loại rau mà nhà nào cũng có trên kệ bếp đấy ạ. Sau một tháng áp dụng, quả nhiên em thấy người khỏe hơn, không còn cảm giác mệt mỏi buồn non, ăn ngon miệng và da cũng đỡ vàng hơn rất nhiều. Đi xét nghiệm lại tại bệnh viện thì bác sĩ cho hay bệnh em đã giảm đi rất nhiều. Em nghe và mừng lắm các mẹ ạ. Em cũng bày cho rất nhiều người thân đang bị gan nhiễm mỡ áp dụng và thấy rất hiệu quả. Giờ em chia sẻ lên đây cho các mẹ nhà mình, ai có nhu cầu thì tham khảo nhé. Rau ngổ còn gọi là rau ôm, ngò ôm, ngổ hương, ngổ thơm, ngổ điếc, thạch long vĩ, là một loại cây thân mảnh mọc lan ở những nơi đất ẩm có nước. Rau ngổ được nhiều người xem như là thức ăn có tính giải độc và điều trị một số bệnh. Cách dùng rau ngổ cho bệnh nhân gan nhiễm mỡ. Nguyên liệu: rau ngổ 100g, bạc hà 50g, nước 100ml. Cách dùng: rau ngổ và rau bạc hà rửa thật sạch rồi mang ra phơi thật khô là có thể dùng được. Bắt chảo lên bếp, cho rau ngổ và bạc hà vào, xào vàng rồi hạ thảo. Xào vàng hạ thỏ là phương pháp đem rang dược liệu trên chảo tới khi dược liệu có mùi thơm, sau đó lấy một miếng vải sạch trải lên nền đất, đổ dược liệu đã xào vàng lên miếng vải trong khoảng thời gian 30 đến 40 phút đến khi dược liệu nguội rồi đem sử dụng. Sau đó sắc cùng 100ml nước uống liên tục vào buổi tối sau khi ăn no. Uống liền 1 tháng sẽ thấy hiệu quả. Theo đông y, rau ngổ có tinh mát, vị chua, cay, mùi thơm, có tác dụng kháng viêm, lợi tiểu, giải độc do ngộ độc thức ăn, làm giãn cơ ruột, giãn mạch, tăng lọc ở cầu thận nên dùng để trị sỏi thận rất tốt. Ngoài ra, rau ngổ được dùng để trị tê tay, tê chân, trị rắn cắn. Rau ngổ trị ho, sổ mũi. Ho, sổ mũi là các triệu chứng thường gặp ở mọi lứa tuổi, nhất là khi thời tiết trở lạnh hay chuyển mùa. Cách trị bệnh này với cây rau ngổ rất đơn giản. Bạn chỉ cần lấy 5 đến 30g rau ngổ tươi, rửa sạch, sắc kỹ lấy nước uống hàng ngày là bệnh sẽ bớt hẳn. Rau ngổ trị sỏi thận. Với các bệnh nhân mắc chứng sỏi thận, lấy 50 đến 100g rau ngổ tươi xay nhuyễn, lọc lấy nước cốt uống trong ngày. Cũng có thể lấy một nắm rau ngổ giã nhỏ, pha với ít nước và vài hạt muối chia uống 2 lần sáng, chiều trong ngày. Uống liền trong 7 ngày để hiệu quả chữa bệnh tốt hơn. Người bệnh hay tê tay, tê chân. Nếu thường xuyên bị tê tay, tê chân hoặc các chi khớp, bạn có thể lấy ít rau ngổ, cho vào ấm nấu thành nước uống sẽ đỡ hơn rất nhiều. Trị rắn cắn. Bệnh nhân bị rắn cắn sau khi khử độc, lấy 15 đến 20g rau ngổ tươi, 25g kiến cò đem giã nát, thêm vào 20 đến 30ml rượu trắng, lọc lấy nước uống. Phần bã đừng vội bỏ đi, hãy đem đắp lên vết thương và dùng gạc băng vết thương lại. Cũng có thể lấy 20 đến 40g rau ngổ khô, xào vàng, sắc lấy nước uống 4 đến 5 lần liều. Lưu ý, khi uống hết một liệu trình, các mẹ nên xem kết quả như thế nào, có nên uống tiếp hay không nhé, vì tùy vào cơ địa của mỗi người mà thuốc sẽ có tác dụng khác nhau đấy ạ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Hoàn toàn không cần dùng đến xạ trị, ung thư giai đoạn cuối cũng được chữa khỏi hoàn toàn từ 2 nguyên liệu trong vườn nhà này. Lá xả và đu đủ là 2 loại lá thân thuộc với chúng ta, nhưng không phải ai cũng biết công dụng chữa trị ung thư của 2 loại lá này kết hợp với nhau đâu nhé. Cùng đọc và tham khảo câu chuyện có thật về chữa trị ung thư giai đoạn cuối dưới đây nhé. Cách đây hơn 2 năm, anh em VHV, trường Võ Bị, Đà Lạt nhận được 2 tin không vui về cựu giáo sư anh Phùng Văn Bộ và Việt kiều Canada đang gặp phải. Sau xét nghiệm cuối cùng về y khoa ở bệnh viện ở Canada, anh đã nằm viện mấy tháng Khối u gan trên 4cm đã được sử dụng kỹ thuật cao, chặn đứng sự di căn bằng cách cắt, cô lập các mạch máu nuôi u và đưa thuốc vào nội tạng gan để cô lập. Anh Bộ sinh năm 1933, nay đã trên 80 tuổi, không đủ sức chịu đựng nên mất sức nhanh, tóc rụng và đứng đi không nổi. Bệnh viện cũng cho anh hay với hiện trạng sức khỏe, anh khó vượt qua nổi 6 tháng. Trước năm 2009, anh Phùng Văn Bộ từng bị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn đầu. Bệnh viện đề nghị giải phẫu, anh không chịu cho mổ, cố chịu cảnh đái rắc vì thấy mình cũng tuổi già, không nên đụng vào dao kéo làm gì. Vừa ung thư gan, vừa tiền liệt tuyến, cả hai đều là ung thư nguyên phát, vừa được y khoa tiến triển của Tây Y báo tử. Do anh không đủ sức chịu nổi, xạ trị và các ca dao kéo. Vốn là thầy thuốc châm cứu và hiểu rõ y lý Đông Phương, hơn nữa cũng sẵn tâm thượng đạo sinh tử lẽ thường, anh trở về Việt Nam, Vĩnh Long, thử chữa theo cách của mình. Dẫu sao, dù mình những ngày cuối đời ở quê nhà vẫn là hạnh phúc. Anh Phạm Kế Viêm, một giáo sư toán nổi tiếng, người suốt đời nghiên cứu tử vi và bạn VHV Đà Lạt với anh Bộ, gửi thư động viên anh giữa năm 2011. Cái rủi mất tiền đầu tư sai chỗ ở Việt Nam của anh biết đâu là của đi thay người, gắn cho anh một cái bệnh nan y này. Nếu anh qua được năm này, tôi tin anh sẽ còn thọ, sẽ tốt. Tất cả anh em VHV đều tin rằng anh Viêm chỉ an ủi. Còn việc anh Bộ về quê với ung thư gan giai đoạn cuối, tóc rụng, chân rung, đi một bước có người dìu đỡ, đưa được thân xác tàn tạ về quê hương những ngày cuối đời đã là điều quý. Vậy mà hôm qua, ngày 2 tháng 4 năm 2013, hay tin anh Phùng Văn Bộ từ Vĩnh Long lên Sài Gòn để về Canada. Tôi và anh Diệp VHV đến thăm anh và tôi không thể tin ở mắt mình. Một ông già 80 tuổi chắc nịch, mắt sáng, dáng đi cứng cáp, bước lên xuống cầu thang gác đón tôi và anh Nguyễn Văn Diệp như là một trung niên hán tử. 2 năm qua, anh đã chữa trị ung thư bằng cách nào mà mới ngày nào tôi gặp anh? Xin lỗi, tôi nghĩ anh không qua được 6 tháng. Tôi hỏi. Bệnh viện Canada nó cho mình bản án báo tử. Mình về quê hương còn nước còn tát. Mình chỉ kiên trì một thứ thuốc, đó là nước trà lá đu đủ với sả, uống thay mọi thức uống. Chỉ có vậy, mình muốn nói với các bạn, lấy kinh nghiệm bản thân của mình mà nói cho mọi người, giúp ai được thì mừng nấy các bạn ạ. Anh Bộ nhấn mạnh cách chữa trị ung thư của anh như sau. Ung thư gan, nội tạng, phổi đều sử dụng trà đu đủ và sả chữa trị được, nhưng cũng tùy tạng người, có người chữa dứt, có người được giai đoạn đầu biến chuyển nhanh nhưng sau đó chậm. Ung thư gan thì tôi thấy biến chuyển rõ rệt. Tôi dùng trà lá đu đủ và sả trong 2 năm, nay đi tái khám và xét nghiệm thì đã hoàn toàn hết sạch, bướu trong gan cũng như hết xương tuyến tiền liệt. Tôi chỉ vẽ nhiều người ở dưới quê, kết quả rất tốt, nhất là các bệnh ung thư gan, phổi, bào tử, siêu vi B, siêu vi C. Nó là loại trà giải độc, lọc máu số 1. Không bệnh uống ngừa bệnh cũng rất hay. Cách chế biến như sau. Lá đu đủ sắc tươi phơi khô, sả củ sắc mỏng phơi khô, cả hai thứ trộn lẫn. Nếu như nấu nước chè, bỏ vào nhai để nguội uống suốt ngày. Tỷ lệ khoảng 9 phần đu đủ và chỉ cần khoảng 1/10 sả để làm mùi nước thơm, dễ uống và nó dẫn chất thuốc rất nhanh. Thời gian đầu khoảng 2 tuần, khi mới uống thì phân và tiểu thải ra có mùi hôi thối nồng nặc. Đó là chất độc đã được trục ra khỏi máu. Nhìn cách anh Phùng Văn Bộ trình bày, cách anh nói cười diễn đạt, tôi không tin vào mắt mình rằng đây là một người trước đây hơn 1 năm. Tôi bắt bàn tay lạnh giá của anh với ý nghĩ là lần vĩnh biệt. Cách đây mấy ngày, tôi vừa nhận được tin bạn tôi Lê Thiệp ở Mỹ cũng đang đi vào kiếp nạn ung thư giai đoạn cuối. Trong phát biểu trước thân hữu tại lễ kỷ niệm 10 năm tủ sách tiếng quê hương, bạn ấy cho biết thi sĩ Yên Thao nhờ uống trà lá đu đủ mà thoát tế bào ung thư. Thế thì món thuốc đơn giản này không phải là khám phá mới, nhưng theo anh Phùng Văn Bộ, khó nhất và cần nhất là kiên trì uống, đơn giản chỉ có vậy. Tôi mong bạn tôi Lê Thiệp, Nguyễn Khắc Nhược cũng được như anh Phùng Văn Bộ, 81 tuổi, nói cười ha hả, khoe với tôi và anh Diệp. Tôi nói các bạn chia vui, khoảng ung thư thì nay đã qua khỏi rồi, mà khoảng sức sống thì nay mình đã hơn 80, mà lạ quá, mình cũng còn rạo rực lắm lắm mấy bạn ạ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Công dụng ít biết của củ ấu xấu xí. Củ ấu không chỉ là món ăn dân dã mà còn có tác dụng chữa bệnh hiệu quả. Vào những ngày tiết trời se lạnh, thứ đồ ăn vặt dân dã như củ ấu lại được bán dọc với các tuyến đường hay ở một số chợ. Nhìn bề ngoài xấu xí, nhưng ruột củ ấu lại trắng, thơm và bùi. Củ ấu có tên khoa học Trabacochicisinetlau, thuộc họ Ấu, hay còn gọi là ấu trụi, ấu nước, hạt dẻ nước. Nhiều người còn quen gọi ấu là quả sừng trâu. Đây là loại thực vật thủy sinh, mọc trong ao đầm, thân ngắn có lông. Các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá, trong củ ấu có nhiều giá trị dinh dưỡng cho sức khỏe, như nhiều glucid, đường glucose, protein. Trong 100g củ ấu, có khoảng 48,2g đường, 3,4g protein, 32,1g chất bột đường, 3,3g đường, 17,6mg canxi, 0,4mg kẽm, 0,7mg sắt, 0,8mg natri, 468mg kali và khoảng 730 calorie. Trong Đông y, củ ấu vị ngọt, tính mát, vào tùy, vị. Các thành phần của cây củ ấu đều được coi như một vị thuốc. Thân cây vị ngọt chát, tính bình, có tác dụng tiêu viêm giải độc. Củ ấu có tác dụng ích khí tiện tỳ, thanh thử giải nhiệt, lương huyết, trừ phiền chỉ khát. Củ ấu non ăn sống có tác dụng chống nóng, chống nắng, giải độc, say rượu, trừ rôm sảy. Loại củ ấy già rất tốt cho trường hợp tỳ hư, tiết lã, kinh nghiệt quá nhiều, trị xuất huyết, chống suy nhược. Nhiều bài thuốc đã sử dụng nguyên liệu từ củ ấu để chữa trị bệnh một cách hiệu quả, chẳng hạn trị bệnh trĩ, vỏ củ ấu sấy khô, đốt toàn tính, tán thành bột, trộn đều với dầu mè, bôi hạt đắp. Trị mụn nhọt, trẻ nóng lực hay bị nổi ghẻ nhọt, trong dân gian thường lấy nguyên củ ấu đốt thành than, thêm ít chu sa, băng phím nghiền thành bột, rồi trộn với nước sôi để nguội cho sền sệt. Hàng ngày lấy hỗn hợp đó bôi lên chỗ ghẻ nhọt sẽ hết xương, đau, ngứa. Cùng với đó, lấy ruột ấu nấu cháo cho trẻ ăn, ghẻ nhọt sẽ càng mau hết. Trị viêm loét dạ dày. Thịt ấu 30g, hoài sơn 16g, táo đỏ 16g, bạch cặp 10g, gạo nếp 100g. Cho tất cả vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ để nấu cháo nhừ. Khi ăn cho 20g mật ong trộn đều. Đây cũng là món ăn tốt cho những người bị ung thư dạ dày. Môi khô, ngủ không ngon giấc. Thịt củ ấu tươi 50g, đĩa cốt bì 20g, câu kỷ tử 10g, hoàng cầm, cam thảo sắc lên uống, ngày 2 lần, uống khoảng 1 tuần. Các chuyên gia lưu ý rằng, dù củ ấu là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao với nhiều công dụng tốt, song để tận dụng được công dụng của củ ấu, bạn cần lưu ý không nên ăn quá nhiều một thời điểm, vì củ ấu có tính mát, dễ gây ra tình trạng đầy hơi, trướng bụng và đau bụng. Có thể dùng 50 đến 200g một ngày dưới dạng ăn sống hoặc nấu canh, cháo. Ăn nhiều sẽ gây trệ khí. Do đó, những người có u cục ở ngực, bụng cần thận trọng khi ăn. Người tỳ vị hư nhược, đại tiện tiêu lỏng không nên dùng dạng sống. Sau khi ăn củ ấu không nên uống nước liền vì sẽ có cảm giác khó chịu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.